Đây nè, nó là dạng cái áo như thế này để che lại. What? Nè, dính cái áo nó đeo vô. What the fuck? Hello, chào mọi người trở lại kênh YouTube của Ty. Và chủ đề hôm nay là Ty sẽ review một cái thương hiệu mỹ phẩm nội địa Trung cực kỳ hot thời gian gần nay luôn. Ty thấy là rất là nhiều người nổi tiếng xài mọi người. Còn riêng ở Việt Nam là bữa giờ Ty thấy rất là nhiều bạn review rồi á. Có Ty là hơi chậm trễ một xí. Cái này là Ty nhận được hãng gửi tặng là hơn một tháng trước rồi. Thì hãng này có tên là Perfect Diary. Packaging rất là dễ thương luôn, lúc màu đen, lúc màu hồng, lúc màu vàng, kiểu tùm lum la luôn. Hình như là mỗi mùa, mỗi collection sẽ có một cái packaging khác nhau. Và ok, không nói nhiều nữa, tụi mình cùng nhau bắt đầu video nha. Ta-da! Tại vì mấy nay ở nhà hơi bị chán mọi người, mà làm biến đi du lịch nữa, kiểu đi du lịch trong nước Ty chán rồi, cho nên là còn cách là thuê khách sạn ngoài ở thôi. Từ nhà Ty ở quận 7 qua khách sạn này ở Phú Nhuận. Đây là khách sạn Mường Thanh, rất là đẹp luôn, giá rất là ok luôn. Vừa đến khách sạn một cái nữa cảm giác nó khác ở nhà rất là nhiều. Ở nhà lúc nào cũng dạy học xong rồi làm xong rồi về nằm trên giường rồi không biết trời đất đâu, sáng cũng như tối, tối cũng như sáng. Bữa nay ra được một cái là 4 không gian cửa kiến hết cho nên là rất là thoải mái luôn á. Bây giờ Ty sẽ quay sơ mọi người luôn. Thì đây là cái chỗ mà Ty ngồi này, để cái bàn, để nước tùm lum la hết. Đây thì đây là Ty muốn nguyên cái phòng rất là bự, thì có riêng cái phòng khách riêng nữa, 4 xung quanh cửa kiến hết luôn. Cái này dạng như cái căn penthouse, nhưng mà cái này không phải là penthouse. Nhưng mà rất là ok, view rất là ok, rất là bự, nguyên cái phòng khách bự đây luôn. Cửa đi vô nè, đây có phải nói là cái khách sạn mà bự nhất Ty từng ở luôn á. Thì đây có tivi nè. Bây giờ Ty sẽ đặt máy quay xuống ngồi Ty quay. Cái này là Ty chưa bao giờ gặp ở một bất kỳ một cái khách sạn nào hết. Ty đi trong nước cũng có, Ty đi nước ngoài cũng có, là chưa thấy nhân viên nào mà tận tình như ở đây. Ty chưa kịp ngồi xuống là hỏi Ty ăn gì uống gì, rồi ăn xong chưa kịp nữa thì hỏi Ty này dùng xong chưa em đem được không. Trời, nói chung là rất là ok. Đêm Ty ở là 2 triệu mấy, mới là giảm giá đó. Mọi ngày thường là 4 triệu một đêm, còn bữa nay Ty book là một đêm có 2 triệu 2 à. Ok, cái này khách sạn không có trả tiền Ty nha, để nói thật sự. Với lại quay TikTok, đúng rồi, Ty quay TikTok có một bạn nhân viên ở đây lúc mà bưng cho Ty á, có comment vô cái TikTok của Ty luôn. Thì để comment ở đây, trời ơi, khen Ty. Hai bạn gì đó, nếu bạn có xem video này sẽ gửi lời cảm ơn. Ok, về quay trở lại video cái ha. Bây giờ Ty chưa biết hãng tặng Ty gì hết á, tại vì đây là lần đầu tiên mà Ty dùng những cái sản phẩm của hãng này. Thì ở đây Ty có kẻ mắt nè, nền nè, phấn phủ, mascara, bạn mắt lẻ. Trời, xinh ghê mọi người. Packaging cái này là cái gì đầu tiên Ty gỡ thôi nha. Xinh quá. Wow, nguyên một cái set cọ luôn. Ty rất là thích cọ luôn. Rồi đây là những cái bông tuyết là bằng nhung nha mọi người. Như Ty được biết là cái hãng này có trên Shopee nữa. Thì chúc Ty bạn nào muốn mua thì Ty sẽ để cái link dưới nha. Cái này là Ty được hãng tặng chứ không có nhờ quảng cáo hay gì hết. Hình như hơi tối thì phải, để Ty lấy thêm cái đèn Ty chiếu. Tại vì 5 giờ chiều qua đem cả thế giới qua khách sạn luôn. Ty có đặt một ly Phúc Long. Không biết bạn nào thích Phúc Long gì ta. Ty thích uống trà vải với lại trà sữa cà phê. Đừng nên uống Phúc Long vào buổi tối trước khi đi ngủ nha. Trời ơi, gì chứ chưa thấy cái trà nào nó mạnh bằng trà Phúc Long, uống cái là khỏi ngủ luôn. Ty thường uống Phúc Long thay cho cà phê vào mỗi lần mà trước khi quay hoặc là buổi sáng á, để cho nó tỉnh ngủ. Thì trong đây sẽ là gồm 2, 4, 6 cây cọ. Trời ơi, cái cọ nó xịn thật sự mọi người. Thân cọ thì làm bằng kim loại nè, cầm nó rất là khác với những cây cọ thường thường của Ty. Thường thường những cây cọ của Ty là cái thân này bằng gỗ. Cái này nhôm thì phải, cầm rất là cứng tay luôn, nhưng mà nó rất là nhẹ mọi người, không có bị nặng. Tiếp theo là cái lông cọ, trời ơi siêu mềm luôn, rất là mềm luôn. Nhất là cái cây này, Ty rất là thích cái cây phấn phủ này. Trời, cái lông cọ nó mềm. Wow. Hãng ơi, hãng có coi video này nhớ sponsor Ty thêm nha. Còn chưa thấy cọ đánh mắt làm sao, nhưng mà kết cái cọ đánh phấn này. Trời, phải nói mọi người là cái hãng này là cái hãng nội địa Trung mà thấy là đầu tư từ hình ảnh cho đến chất lượng nhất luôn á. Còn mấy cái hãng nội địa Trung trước thì thấy là toàn là kiểu dùng lại cái vỏ hoặc là cái hộp hoặc là nhái theo những cái mỹ phẩm của Âu Mỹ á. Thì Ty không có thiện cảm lắm. Nhưng mà riêng cái hãng này thì thấy là có một cái gì đó nó khác biệt, kiểu như mẫu mã nè, với lại những cái bảng mắt có một cái gì đó nó riêng á, cho nên là Ty hơi có thiện cảm một xí. trước khi mà Ti biết make up á, là Ti đã xài những cái hàng mỹ phẩm Âu Mỹ rồi, cho nên là khi mà nhắc nội địa chung là Ti không biết sao không có thiện cảm mọi người. Nhưng mà dạo gần đây khác nha mọi người, kiểu mỹ phẩm nội địa chung nó tràn ngập vô Việt Nam rất là nhiều, kiểu rất là nhiều người nổi tiếng tin dùng nè, xài nè, review nè, cho nên Ti cảm thấy kiểu tin tưởng hơn một xí và kiểu có thiện cảm hơn á. Ok, bây giờ Ti sẽ xịt em này có, trời mọi người chắc em này xịn quá. Em này có cái chất nó khá là mỏng nhẹ, không phải mỏng quá, độ che phủ tự nhiên, không có bị mỏng quá. Nó giống như cái chất của Estee Lauder mọi người. Hơi sáng da Ti một xí nhưng mà tạm chấp nhận được. Chút nó không biết nó xuống nhanh không. Nếu mà xuống nữa thì đều luôn. Cái mùi khá là dễ chịu. Ti dùng có 2 pump rồi nha mọi người. Thì bữa nay Ti muốn cái lớp nền nó mỏng mỏng nhẹ nhẹ xí. Biết bữa nay nó make up tông gì nữa, chút coi hãng gửi bạn mắt gì Ti review rồi Ti đánh luôn. Ok, thì mọi người thấy cái lớp nền không? Mỏng nhẹ, căng bóng, che khuyết điểm tạm ổn, duyệt. Tiếp theo thì Ti có được hãng tặng cái này. Cái này giống như Sakura hay cái gì á. Xịn chưa? Cái này cây son, cái này bảng mắt nữa, cái này phấn. Còn hai này cái phụ kiện gì, cái móc khóa hay gì mọi người. Rất là đẹp luôn á. Cho 10 điểm packaging. Cái hàng này tặng Ti lâu lắm rồi mà Ti ngâm quá thì ngâm luôn. Wow. Có hình quyển sách, quyển sổ rất là dễ thương. Trời ơi mọi người nhìn nè. Đây là có má hồng nè. Ti thấy có highlight nè. Còn mấy màu trên là mấy màu mắt. Hộp này là hộp phấn phủ. Ở dưới mọi người thấy nè, cho mọi người coi kỹ hơn nữa nè. Thì đây là hộp phấn phủ, mọi người nhìn kỹ vô nữa thì có in những cái họa tiết ngôi sao rồi cánh Sakura. Nói chung là rất là đầu tư cho hãng, điểm 10 và packaging. Cái mắt Ti chậm vía là không có thâm lắm á, cho nên là Ti sẽ dùng cái nền luôn. À, hãng có gửi Ti thêm một cái bảng mắt nữa. Cái bảng này không có nằm trong cái hộp đó. Mọi người thấy không? Mỗi cái sản phẩm là có một cái packaging nó không có liên quan gì nhau hết. Thì đây là cái bảng mắt. Nên mọi người thấy không? Có liên quan gì? Không có liên quan gì luôn. Đó, giờ những cái hãng mỹ phẩm Ti thấy á, là kiểu họ sợ đổi mẫu mã, kiểu làm một cái gì đó cho nó nhớ thương hiệu mình á, bằng cách là họ sẽ làm những cái vỏ hộp sản phẩm nó sẽ giống nhau hết. Còn riêng hãng này là Ti thấy là đó là không sợ cái điều đó. Còn đây là con thỏ. Đây. Xinh không? Thì trong set này gồm một cái hộp phấn với lại một cây cọ. Xinh xỉu, phải nói là hồi không có khen về cái packaging nữa, khen mất công mọi người kêu lố nữa, nhưng mà thật sự đẹp thiệt mọi người. Kiểu hãng này là đánh tâm lý vào cái thiết kế rất là nhiều, chưa có dùng cái sản phẩm ra sao nhưng mà Ti nhìn vô là Ti kết liền rồi đó, tại quá đầu tư. Ti sẽ dùng phấn phủ Sakura. Trời ơi, cái cọ đã đi. Cái lông nó mịn như tơ á mọi người, hạt phấn cũng mịn nè, mỏng mịn, làm lì lại lớp nền nhưng mà không có bị dày á mọi người. Tiếp theo là sẽ off camera vẽ chân mày. Ta-da! Và Ti đã vừa hoàn thành xong phần chân mày. Tiếp theo sẽ đến phần mắt. Thì Ti sẽ dùng cái bảng mắt này. Thì sẵn tiện dạo này Ti hay làm mấy cái đi làm á, làm mấy cái vlog nhẹ nhẹ. Thì có gì mọi người follow TikTok của Ti nha. Đây, để xem được những cái tip makeup nhỏ nè, ngắn gọn. Ok, sau khi đánh thì thấy là phấn lên màu cũng rất là ok nè, chất phấn mịn, dễ tán, màu lên rất là chuẩn, không có thua gì những cái bảng mắt Âu Mỹ luôn. Những cái bảng mắt mà Ti dùng của Morphe hay nữa, tán lên màu rất là dễ và nó không có bị tình trạng vón cục á mọi người. Trước Ti nhớ Ti xài một cái bảng mắt nào của nội địa chung mà tán lên một cái như cái cục nó đứng im luôn, không tán được luôn á. Thì cái bảng này không có tình trạng đó. Trời ơi, Ti được tặng sô cô la, được khách sạn tặng. Nice. Trong đây có được tặng một cây cọ thêm nữa. Mà Ti không thích cây cọ này cho lắm, thích cây cọ mà hãng tặng riêng. Trời ơi nó mềm, lông cọ nó đã. Ok, thì mọi người thấy là cái chất phấn lên màu rất là mịn nè, tán rất là dễ. Thì để coi nha, cái giá này cũng rất là ok mọi người, chắc Ti nghĩ cũng rẻ. Thì cái hồi nãy cái bảng mắt này Ti thấy là 300 ngàn. Son thì tầm dao động tầm 100 đến 150. Quán giờ Ti đặt bên Shopee nước ngoài mấy cái bộ đồ hóa trang. Chắc chút Ti làm người nhện đúng không? Giờ này Ti thích làm hóa trang mấy nhân vật hoạt hình mọi người. Thì mọi người thích Ti làm biến hóa hình nhân vật nào nữa thì hãy comment bên dưới để biết nha. Thì sẽ tán cái vùng mắt nè, hơi xích lên cho cái đường kẻ mắt. Tiếp theo để có màu nhũ này đẹp quá trời đẹp. Bây giờ thử nha, zoom gần cho mọi người xem. Trời ơi, trời ơi, cái nhũ này xịn hơn nhũ mấy cái bản nội địa chung khác rất là nhiều luôn á. người bạn nào mà follow Ti cũng biết là Ti thích xài những cái bản mắt nội địa chung, nhưng mà Ti không thích mấy cái màu nhũ. Nhưng mà riêng bản này là trời ơi, quá sức tưởng tượng của Ti. Cái này Ti không nói thêm nói bớt nha mọi người. Màu nhũ rất là đẹp luôn, xịn hơn tất cả những cái bản mắt nội địa chung Ti đã sử dụng rất là nhiều, đáng đồng tiền mọi người. Tiếp theo Ti sẽ hoàn thành nốt phần mắt. Ti sẽ dùng màu nâu đậm, Ti sẽ nhấn nhẹ cái đuôi mắt. Ti sẽ cho cái đuôi mắt nó kiểu hơi to to ra một chút á. Ti sẽ tán cái hiệu ứng làm cho cái phần đuôi này nó sâu sâu một xí á, để cho nhìn tổng thể mắt nó to và nó dài dài phần đuôi. Ti đang nhờ em Ti ship cái bộ đồ người nhện qua gấp quá quên. Tiếp theo là Ti sẽ bấm mi kẻ mắt mascara. Thấy chưa? Kẻ mắt trước hồi nãy như hãng có tặng Ti cái kẻ mắt á, thì đây là cái bút kẻ mắt của hãng, nhỏ nhỏ xinh xinh. Ti sẽ kẻ mắt dạng kiểu nó nghiêng ngang, Ti vẽ cho nó cái đuôi nó dài dài xí. Rất là dễ kẻ luôn. Trời ơi, nãy giờ xài cái sản phẩm gì cũng thích hết đó. Trời ơi, cái hãng nội địa chung Ti nghĩ mọi người nên tham khảo nha mọi người. Đây là mascara mini kiểu giống Innisfree mọi người. Cái đầu nó nhỏ nhỏ nha, kẻ chút đại. Có nhiều bạn hỏi Ti thắc mắc đó là tại sao Ti không đeo len trước khi make up, mà thấy Ti make up mắt xong mới đeo len không vậy? Tại vì mắt Ti á, nếu mà đeo len khi mà make up á, phấn nó rớt vô, nó dễ bị cái tình trạng là đỏ mắt, nên là Ti lúc nào Ti make up mắt xong Ti cũng mới đeo len hết đó. Cái mascara này Ti nghĩ là chút mi dưới tiện thôi chứ mi trên không có tiện lắm. Chất lượng của em này thì thấy cũng tự tự cái Innisfree, không khác gì đâu, không có gì nổi bật. Tiếp theo là Ti sẽ gắn mi. Bữa nay chắc Ti gắn mi hơi lố lố một xí đi. Đi ra, Ti không đến. Đây, đây là cái hộp quà ở nhà tặng bên hãng ta gửi tặng Ti. Lấy Ti đừng đổ, em Ti ship qua. Tặng cho mọi người coi cái ngực giả bữa Ti đeo á. Đây nè, nó là dạng cái áo như thế này để Ti che lại. What? À, cái dạng cái áo nó đeo vô. What the fuck? Rất là nhiều bạn bị lừa phải không? Thì nói Ti đi làm thiệt. Bên TikTok mấy bạn mặc đẹp mua theo để hóa trang, nói chung chút bận xong. Ok, bây giờ Ti sẽ đeo lens, gắn mi và Ti sẽ giờ lại nghe nha. Tiếp theo Ti sẽ đến phần khối má hồng highlight. Thì hãng không có gửi Ti tạo khối cho nên Ti sẽ sử dụng tạo khối của Ti. Hãng có coi video này nhớ gửi Ti thêm quà nha, thích quá. Ti không biết là mặc bộ đồ người nhện nó sẽ hợp với tóc này hơn hay là cái tóc mù kia của Ti. Để chút thử nha mọi người. Hồi nãy anh lỡ tân anh nghi Ti vậy á, anh trực tiếp đem lên luôn. Đúng là nghi chứ mọi người, chứ thường thường lấy đồ thì khách phải tự xuống lấy chứ, tự nhiên sai người ta cầm dưới đem lên. Sorry anh, tại vì em đang quay video. Tiếp theo Ti sẽ dùng cây cọ này của hãng. Cây cọ này là đánh má hồng nè. Ti sẽ lấy cái màu này, cái màu nãy Ti đánh màu mắt á, màu cam kem, Ti sẽ làm màu má luôn. Chắc chắn mọi người rất là xinh. Cho những bạn nào chưa biết, Ti là chùm má hồng nha, chùm thích má hồng luôn. Và Ti rất là thích đánh má kiểu xay rượu như thế này. Sau đó sẽ cho miếng ngay mũi nè. Đây là kiểu má hồng đặc trưng của Ti luôn á. Tiếp theo thì Ti thấy có màu này là màu wave. Hồi nãy Ti swatch lên tay á, là có thể thấy làm được highlight luôn. Trừ cái bản mắt này xịn nè mọi người. Mọi người nên tham khảo bản mắt này nha. Nãy Ti thấy là hình như là tầm 300.000 á. Thì trong đây là có mấy cái tông mắt, Ti có thể thấy là mọi người có thể làm má hồng được nè, highlight được nè, mà nhũ cũng rất là xịn luôn. Trời ơi, thích quá. Ti đeo lên, Ti gắn mi. Tại vì chút xét cái lớp nền xong Ti sợ nó bị đụng vô cái phần mắt nè, nó sẽ bị lem á mọi người. Còn mắt dưới thì cảm thấy Ti muốn nhũ thêm á, biết thêm có bị lố không? Đợi khô một xí, cho miếng nhũ đi. Việt Nam nói là làm. Quên Ti để Ti đeo lên trước. Có mì cái lên khác liền. Thì thấy mấy bạn bên Trung Quốc á thường cho nhũ nhiều với em nè, với lại vẽ cái bọng mắt nữa. Nhưng mà Ti không thích mọi người. Ti thích để nhũ dưới nhưng mà Ti không thích vẽ cái bọng mắt. Ok, tiếp theo là phần son. Thì trong đây hãng tặng Ti một cây son trong cái bộ Sakura nè, gọi tắt bộ Sakura nha mọi người. velvet, son cũng mềm mịn, thoáng như nhung đó mọi người. Môi nó mềm mềm như nhung á. Tại vì người nhận này hơi sexy nên Ti sẽ đánh full môi. Ta-da! Và đã xong, bây giờ Ti sẽ thay đồ một xí, Ti sẽ giờ lại nghe nhau. Ta-da! Thì đây là tổng thể phần make up cũng như là trang phục ngày hôm nay. Thì đó giờ mọi người thấy Ti make up kiểu độ tóc giả, rồi mặc đồ bánh bèo, rồi make up bị một màu á. Cho nên là kể từ video này Ti sẽ cố gắng, Ti sẽ tìm một nhân vật nào đó, sẽ cố gắng tìm trang phục và sẽ biến hóa thành như hôm nay. Và tiếp theo sẽ là gì mọi người cùng đón xem nha. Thì trước khi kết thúc video Ti cũng muốn nói là trời, cái hãng xịn thật sự mọi người. Mọi người nhớ tham khảo nha. Và hãng ơi, một lần nữa, hãng có coi video này nhớ sponsor cho Ti nhiều nha. Ti rất là thích luôn á. Kiểu nãy giờ Ti xài thấy ưng hết luôn mọi người, không có món nào mà Ti không hài lòng hết á. Ti nghĩ đây là một cái thương hiệu mỹ phẩm nội địa chung mà mọi người nên tham khảo, nhất định phải tham khảo nha. Thì Ti sẽ để link mua hàng ở bên dưới, có gì mọi người tham khảo nha. Thì shop này đã có mặt tại Shopee Việt Nam rồi. Và một lần nữa, trời xinh quá. Cho 5 giây tỏa sáng. Ai ố thì bà. Ok, bây giờ chắc Ti sẽ quay vài cái video TikTok, sau đó Ti sẽ ngủ thôi, buồn ngủ quá. Và bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Nhớ đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Ti nha. Bye. Trời ơi, cái cổ đỏ quá. Bye mọi người.